Dừng ngay việc săn bắn, hãy nghĩ đến trò. Nếu bạn muốn mua đồ không cần nhìn giá thì hãy lao động không cần nhìn đồng hồ. Bạn có biết nguyên nhân của rất nhiều người kinh doanh online hiện nay bị thất bại? Ôi một đống hàng trong nhà dở khóc dở cười vì hàng không ra được là vì sao? Vâng, vì chọn sai sản phẩm, sai tư duy và thiếu một người dẫn dắt. Đừng nghĩ kinh doanh online đơn giản chỉ là bạn nhập hàng về, bạn đăng bài lên, bạn bán là bạn đã bán được. Nếu như đơn giản như vậy thì chúng tôi đã giàu từ lâu lắm rồi. Đừng nghĩ kinh doanh online là bạn sẽ kiếm được tiền, mà bạn phải nghĩ là mình kinh doanh online để mình giúp được khách hàng họ giải quyết những vấn đề gì. Đừng nghĩ nếu bạn có một cái mối quan hệ rộng thì bạn bán gì chả được. Câu hỏi dành cho bạn đây, nếu sản phẩm của bạn không thật sự tốt, liệu những mối quan hệ đó họ còn đủ tin tưởng bạn để bạn có thể bán bất cứ sản phẩm gì cũng được? Kinh doanh online cực kỳ đơn giản nếu như bạn có một lộ trình đi. Giống như lúc bạn đạp chạy xe đạp vậy, lúc đầu bạn cũng ngã tím mài tím mặt. Và sau đó khi bạn đã đi tốt rồi thì bạn có thể đi xe đạp bằng một tay. Kinh doanh online nó sẽ vô cùng phức tạp nếu như bạn không có một công ty uy tín, một người boss đủ tâm, tầm và tài. Kinh doanh online nó sẽ vô cùng khó khăn nếu như bạn không chịu học hỏi và thay đổi mỗi ngày. Kinh doanh online nó sẽ vô cùng khó khăn nếu như bạn chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà không tập trung vào việc giải quyết vấn đề cho khách hàng. Hãy chăm học hỏi và biến kiến thức của mình thành tiền. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh online của mình, đừng ngần ngại, hãy inbox cho Tiên. Tiên hứa sẽ giúp bạn thật lòng.